tên là Vũ Thị Kim Hoàn, tôi đến từ Hải Phòng. Tôi và hai con của tôi đã được nhận visa theo diện kết hôn đến Anh Quốc. Chúng tôi rất vui mừng về điều này. Tôi biết đến công ty 1012 nhờ cô bạn thân thiết của tôi đã định cư lâu năm ở Anh Quốc. Trong quá trình làm hồ sơ, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn như thi bằng A1, thi bằng tiếng Anh A1, rồi là làm hồ sơ chứng minh tài chính và việc học hành của hai con của tôi. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của công ty và đặc biệt là cô Hà đã hướng dẫn tôi và tôi có một bộ hồ sơ hoàn hảo. Chỉ trong vòng 4 tuần, tôi đã được nhận cấp visa. Tôi xin chân thành cảm ơn công ty và đặc biệt là em Hà. Công ty 012 có đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc. Tôi rất tin tưởng công ty 012. Tôi sẽ giới thiệu bạn bè, người thân của tôi khi họ cần.